Kid Movie xin chào các bé. Câu đố dành cho trẻ mầm non. Cái gì bằng vải dùng để đội đầu, trời nắng chang chang che đầu cho bé? Là cái gì? Câu trả lời: cái mũ. Cái gì bằng lá chóp nhọn vành tròn, người lớn trẻ con nắng mưa đều đội? Câu trả lời: cái nón. Quả gì tròn vỏ tròn vo, bé dùng bé đá bé chơi hàng ngày? Câu trả lời: quả bóng. Giống hệt như em bé, đủ mặt mũi chân tay, đặt xuống là ngủ ngay, không đòi ăn đòi bế, đố bé biết là gì? Câu trả lời: búp bê. Cầm chiếc cán bật lên, lấm xòe hoa phía trên, che trời mưa cho bé, che cả đầu của mẹ, là cái gì bé ơi? Câu trả lời: cái ô.